Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Điều tra TV. Thưa quý vị, sau khi bản án tử hình có hiệu lực pháp luật, tử tù sẽ còn chờ đợi bao lâu nữa cho cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình? Cuộc sống của họ sẽ ra sao trong những ngày chờ đợi căng thẳng đó? Và những gì sẽ diễn ra trong những buổi sáng mờ sương hoang lạnh trước giờ thi hành án? Những câu chuyện vụ án sau đây sẽ trả lời cho những câu hỏi đó, đồng thời tái hiện lại những ngày cuối cùng của một số tử tù với tất cả nỗi tiếc và những sám hối cay đắng ở nơi họ. Đó cũng như một lời cảnh báo về cái giá phải trả của tội ác. Và bây giờ xin mời quý vị đến với nội dung chính trong chương trình ngày hôm nay. Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trước khi bị bắt và tuyên án trong phiên livestream của mình, bà Phương Hằng từng nhắc đến tỉnh thất Bồng Lai khiến cư dân mạng không khỏi giật mình khi nghĩ lại. Cho rằng ông Lê Tùng Vân không làm đúng theo lời thỏa thuận, bà Phương Hằng tức giận chửi xối xả trên sóng livestream. Liên quan đến vụ việc trụ trì tỉnh thất Bồng Lai thành lập cơ sở giả tu, bị con ruột lên tiếng tố cáo là sự thật gây sốc. Ngày 26 tháng 10 năm 2021, ông Lê Tùng Vân đã phủ nhận toàn bộ cáo buộc, đồng thời người này còn yêu cầu bà Phương Hằng phải chứng minh được mình và chàng trai Lê Thanh Minh Tùng là hai cha con ruột. Trước lời thách thức, bà chủ khu du lịch Đại Nam lập tức xét kèo cực nét và tuyên bố tặng ngay sổ tiết kiệm 20 tỷ đồng nếu kết quả xét nghiệm ADN không trùng khớp. Nếu phát hiện mối quan hệ cận huyết thống giữa các thành viên trong Thiền Am, thì ông Lê Tùng Vân phải chịu toàn bộ trách nhiệm trước pháp luật. Chiều ngày 27 tháng 10, bà Phương Hằng bày tỏ bức xúc trên livestream vì cho đến thời điểm hiện tại, phía ông Lê Tùng Vân chưa có bất kỳ phản hồi nào. Theo bà, đối với những người tu hành lớn tuổi sẽ được tôn trọng. Tuy nhiên, đối với ông Lê Tùng Vân thì điều ấy không có. Thậm chí, nữ doanh nhân còn mắng trụ trì tịnh thất Bồng Lai là thằng già mất nết, dùng nhiều lời lẽ cuồng si, mê hoặc lòng người, làm ảnh hưởng đến giáo lý đạo Phật. Cụ thể, bà Phương Hằng nói, ông dám kêu tên tôi để giúp ông, mà hôm nay ông không lên tiếng để hồi đáp. Tôi sẽ truy cùng đuổi tận, không bỏ qua cho ông đâu, ông già mất nết. Kiểu gì tôi cũng sẽ lôi ông ra trước công chúng. Tôi tử tế với ông chứ không phải để ông giỡn mặt với tôi. Tôi sẽ yêu cầu các cấp lãnh đạo lôi cái đầu ông ra. Dù không có tóc nhưng ông còn một đống râu nhổ cho sạch. Ông già rồi mà không có nhân cách. Ông kêu tôi ra để giỡn mặt hay sao? Mà khi tôi đáp trả ông thì ông im lặng. Ông tưởng tôi rảnh lắm hả? Đây là những người thật sự cao thủ, rất nhẫn tâm, cần phải loại bỏ ra khỏi xã hội. Nếu từ đây tới ngày mai ông không lên tiếng, tôi sẽ có cách chơi với ông. Ông phát biểu như một thằng ngáo đá, không phải người tu hành. Đừng có che bộ râu ho kha kha để lừa thiên hạ. Bên cạnh vấn đề xét nghiệm ADN, bà Phương Hằng còn nhắc đến bé Diễm My, nữ sinh viên chối bỏ gia đình để tham gia tu tập tại tỉnh thất Bồng Lai. Mặc cho gia đình tìm kiếm, van xin, cho đến thời điểm hiện tại, Diễm My vẫn chưa tìm thấy tung tích. Ở góc độ là người mẹ, vợ ông Dũng Lò Vôi đồng cảm với phụ huynh của nữ sinh trên. Làm mọi thứ để tìm lại con gái, nhưng lại bị xã hội lên án, vùi dập một cách không thương tiếc. Trên livestream, bà Phương Hằng nhấn mạnh sẽ làm hết khả năng để giúp bé Diễm My ngộ ra chân lý, rời xa vũng lầy. Đồng thời, hy vọng cư dân mạng đừng ném đá bé My vì hiện tại cô gái này đang u mê, chưa ý thức được việc làm mình gây ra. Liên quan đến vụ việc, anh Lê Thanh Minh Tùng, con trai ông Lê Tùng Vân có chia sẻ rõ về lý do lên tiếng vạch trần chính cha đẻ của mình. Theo đó, hiện tại, anh Tùng đã có vợ và hai con. Anh làm nghề lái xe đường dài. Và 3 năm trước, khi sự việc tịnh thất Bồng Lai gây xôn xao dư luận, anh Tùng vẫn không có ý định lên tiếng về câu chuyện của gia đình mình. Anh Tùng chia sẻ, tôi biết chuyện Huyền Trân đi thi The Voice Kids, rồi năm chú tiểu được ông ta luyện tập để tham gia thách thức danh hài. Tôi vẫn giữ im lặng vì không muốn câu chuyện gia đình lùm xùm. Cho đến một ngày, tôi tình cờ thấy được đoạn video hoàn nguyên khẳng định ông Vân chưa từng có con. Nếu không tin, có thể đi hỏi một vài người bước ra từ trại mồ côi Thánh Đức năm nào. Trong đó, anh ta có nhắc tên tôi. Tôi thấy đó là một thái độ thách thức sự thật nên tôi chọn cách lên tiếng. Bên cạnh đó, anh Tùng khẳng định bản thân luôn sẵn sàng xét nghiệm ADN với ông Lê Tùng Vân. Tôi muốn những người tại Thiền Am bên bờ vũ trụ của ông Vân cũng phải đi làm xét nghiệm. Khi tôi đứng lên tố cáo ông Vân giả sư, loạn luân, nhiều người cho rằng tôi vu khống ông ấy. Anh Minh Tùng nói thêm, tôi đã dám nói ra, tôi không sợ bất kỳ điều gì cả. Ông ấy chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với tôi. Khi tôi còn nhỏ, ông ấy nói là mọi người đều răm rắp nghe, nếu phản kháng lại, những trận đòi roi sẽ trút xuống tôi. Anh Lê Thanh Minh Tùng chia sẻ, cộng đồng mạng chửi tôi rằng vu khống ông Vân, họ nói tôi con mà bất hiếu. Nhưng tôi đã chọn cách nói ra, tức là tôi đã không còn sợ hãi, chạy trốn quá khứ nữa. Theo đó, người này cho hay bản thân lúc nhỏ thường bị ám ảnh bởi những trận đòn roi của cha ruột.
lúc nhỏ, nhà tôi rất khá giả. Tôi thường trộm tiền của mẹ để cho những bạn khó khăn trong lớp. Mẹ tôi rất phiền lòng về chuyện này và thường đem nói lại với ông Vân. Mặt khác, tôi đã kể những chuyện trai gái bất chính của ông Vân cho bạn bè nghe. Mỗi lần như thế, ông ấy chốt những trận đòn roi lên tôi. Đáng nói, theo lời Lê Thanh Minh Tùng, thì ông Lê Tùng Vân có nhiều mối quan hệ trai gái bất chính bên ngoài. Bên cạnh đó, ông cũng thường xuyên sử dụng bạo lực với Lê Thanh Minh Tùng thuở còn nhỏ. Thời niên thiếu, tôi bị ám ảnh bởi bạo lực và những cảnh trai gái của cha mình, đó là ông Vân. Ông thường qua lại với nhiều phụ nữ, trong lòng tôi lúc nào cũng nuôi lòng căm hận, muốn một ngày nào đó sẽ phản kháng lại. Anh Lê Thanh Minh Tùng cũng từng thẳng thắn nói về việc mình có phải con ruột hay không, không quan trọng. Ước mơ của con trai tôi sau này là làm công an, gia đình bên vợ đều là người có công với đất nước. Con trai sau này nếu học giỏi, muốn vào ngành công an, nếu không dính líu tới Lê Tùng Vân, rất mừng vì phải xét đến ba đời. Nếu tôi đúng là con ông Lê Tùng Vân, tội tôi phạm vào chỉ là tội bất hiếu, chửi cha mình quá nhiều vì cha mình vi phạm pháp luật. Nhưng đến đời cháu ảnh hưởng rất nhiều. Nếu tôi không phải con của ông Lê Tùng Vân thì đúng là có phúc 10 đời, tu 10 kiếp mới được. Xin được nói thêm về ông Lê Tùng Vân. Lê Tùng Vân hay còn gọi là thầy ông nội là người đứng đầu Tịnh Thất Bồng Lai. Trước đó có tên là Thiền Am bên bờ vũ trụ, trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức. Ông Lê Tùng Vân đã bị bắt và khởi tố với nhiều tội danh khác nhau. Những đồ đệ của ông Lê Tùng Vân đã có những lần chia sẻ về sự tích của hồ cá tre ở Tịnh Thất Bồng Lai. Thứ nhất, Lê Thanh Huyền Trân, nổi tiếng nhờ tham gia chương trình The Voice Kids, từng có lần nhắc đến hồ cá tre của sư phụ mình ở Tịnh Thất Bồng Lai. Cả cô bé và bà Cao Thị Cúc, người sở hữu khu đất Tịnh Thất Bồng Lai khẳng định Huyền Trân là cô bé mồ côi. Hoàn cảnh của cô khá khó khăn, ngoài việc học tập thì những lúc có thời gian rảnh, cô sẽ giúp sư phụ của mình cho cá ăn. Thứ hai, Lê Thanh Nhị Nguyên. Lê Thanh Nhị Nguyên cũng là một trong những người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai. Anh ta được xem là người thân cận của thầy ông nội. Đã có lần, Nhị Nguyên tự hào về hồ cá tre của ông Lê Tùng Vân và khoe với mọi người. Anh cho rằng nhờ hồ cá tre này mà ông Lê Tùng Vân đã tạo nên công đức vô lượng. Ông đã cứu vớt đời khi có hồ cá tre này. Nó là một trong những công cụ mưu sinh, kiếm sống giúp nuôi trẻ mồ côi. Một số ý kiến phản hồi cho rằng Lê Tùng Vân nuôi cá như vậy là sát sanh, gây nghiệp, trái với đạo lý nhà Phật. Phản ứng lại thông tin này, Lê Tùng Vân cho rằng những câu chuyện cần phải hy sinh là bắt buộc, phải làm để hy sinh cho gần 80 người được sống. Nhị Nguyên còn nhấn mạnh thêm là Lê Tùng Vân giỡn cho rằng mạng những con cá này là nhỏ xíu tội. Bù lại, ông cứu sống được 80 mạng người là phước đức lớn lắm rồi. Thứ ba, Lê Thanh Nhất Nguyên. Nhất Nguyên, Tịnh Thất Bồng Lai cũng từng lên tiếng về chiếc máy xay thịt huyền thoại. Nhất Nguyên xác nhận thông tin có máy xay thịt, xay thức ăn đặt trên bờ ao cá tre là có thật, nó được dùng để sản xuất thức ăn cho cá. Tuy nhiên, loại thịt và thức ăn để cho cá tre trong hồ ăn là gì thì anh ta không chia sẻ. Anh chàng chia sẻ thêm về hồ cá mà Lê Tùng Vân nuôi. Ông Lê Tùng Vân có đến 7 hồ nuôi cá các loại, tuổi đời của các hồ nuôi cá này cũng phải đến hơn 20 năm. Công việc của mọi người là phải phụ nuôi cá ăn, cho cá ăn, vệ sinh hồ cá mỗi ngày. Mỗi lần thu hoạch phải trên dưới cả 20 tấn. Anh cho rằng đã phải vất vả lắm mới giữ được nồi cơm của mấy chục người ở trong Thiền Am. Đến khi năm chú tiểu Tịnh Thất Bồng Lai tham gia chương trình Thách Thức Danh Hài do Colorman và Khương Dừa tổ chức thì mới tạm ngưng làm việc ở hồ cá tre. Thứ tư, Nguyễn Xin vạch trần sự thật hồ cá tre trong Tịnh Thất Bồng Lai. Theo dõi hành trình tố cáo Tịnh Thất Bồng Lai của Nguyễn Xin và bà Nguyễn Phương Hằng, sau khi vụ án về Tịnh Thất Bồng Lai bị khởi tố, thì hiệp sĩ đường phố Nguyễn Xin đã có nhiều bài chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người há hốc, cụ thể là hồ cá tre Lê Tùng Vân. Anh khẳng định mình không phải là người tin vào tâm linh hay thuộc kiểu người yếu bóng vía. Tuy nhiên không hiểu sao, khi đứng trên bờ của hồ cá tre Tịnh Thất Bồng Lai, trên bờ còn có một chiếc máy xay thức ăn cho cá khiến anh luôn có cảm giác bị lạnh người. Ngay đêm hôm đó, anh chia sẻ mình không thể nào ngủ được. Mỗi lần nhắm mắt, anh đều bị ám ảnh bởi tiếng khóc của con nít. Ghê rợn hơn là anh mơ thấy những bộ xương. Thêm vào đó, anh còn đưa ra bằng chứng chứng minh đã thu thập được vào những năm 90. Thời điểm đó, ông Lê Tùng Vân nhận nuôi rất nhiều đứa trẻ. Tuy nhiên, hầu như sau đó đều bị mất tích hết. Không ai biết rõ sống hay mất như thế nào. Anh còn đặt nghi vấn, những đứa trẻ ốm đau, bệnh tật, bị mất ở đây thì sẽ thế nào? Anh sợ hãi khi liên tưởng đến máy xay thịt trên bờ. Anh khẳng định việc loạn luân của ông Lê Tùng Vân đã có kết quả xét nghiệm sẽ có nhiều biến chứng cho ra đời những đứa trẻ không lành lặn.
trong khi những đứa bé ở tỉnh Thất Bồng Lai hiện tại đều là những đứa trẻ khỏe mạnh, vậy số còn lại thế nào? Trong vụ án lắt léo này, không thể không kể tên cô gái có tên Diễm My. Diễm My tỉnh Thất Bồng Lai bây giờ ở đâu? Trước sự phẫn nộ của dư luận, hiện tại vụ án tỉnh Thất Bồng Lai đã được đưa ra xét xử. Tuy nhiên, cư dân mạng vẫn đang dấy lên thắc mắc không biết Diễm My, cô gái từng lùm xùm ở tỉnh Thất bây giờ ở đâu. Nhiều người đã đặt ra nhiều nghi vấn. Diễm My ở nước ngoài, Diễm My bị đưa lên núi và có cả thông tin tiêu cực cho rằng Diễm My ở Hồ Cá Trê. Có người còn đăng tải thông tin tìm kiếm Diễm My trên nhóm kênh dịch hội, group có đến 1,5 triệu người tham gia. Hiện tại, tất cả những thông tin đó là lời đồn thổi và cũng chưa được xác minh. Gia đình Diễm My vẫn đang tìm kiếm cô. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật và gửi đến quý vị ngay sau khi có thông tin mới nhất về vụ việc. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo. Thưa quý vị, mọi tội ác đều phải trả giá trước pháp luật. Dù với bất kỳ tội danh nào, các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng. Đó cũng là bài học cảnh tỉnh mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Đến đây, thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.